Sau nhiều ngày trinh sát nắm tình hình, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại nhà của Lưu Đình Tuyến, sinh năm 1969 ở thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, công an huyện Phù Cử đã mật phục bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây sát phạt nhau bằng tiền. Công an huyện Phù Cử đã thu tại chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 13 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc. Hầu hết các đối tượng bị bắt đều ở thôn Tân An, xã Nhật Quang. Trong 6 đối tượng có Trần Văn Thanh là đối tượng đã có một tiền án về tội đánh bạc. Được biết tụ điểm cờ bạc này hoạt động từ vài tháng nay vào tất cả các giờ trong ngày làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện Công an huyện Phù Cử đang tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.